Minh Hải xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Cà phê On Sport được phát trực tiếp 11:30 tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên On Sport và kênh On của VTV Cup. Và ngày hôm nay thì tôi không thể nào trì hoãn thêm bất cứ một giây phút nào nữa để có thể giới thiệu vị khách mời mà chúng tôi rất tự hào khi có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tiền vệ tuyển thủ quốc gia Hot Boy Ngô Hoàng Thịnh và MC Hot Girl Trang Mai Anh của chúng tôi. Và nói thật là không biết với quý vị và các bạn như thế nào, nhưng đã từ rất lâu rồi Ngô Hoàng Thịnh trở thành một cái tên mà làm cho Minh Hải cảm thấy rất là xúc động mỗi khi nhắc đến. Em là một người con, một người em, một người đàn ông của gia đình. Em là một chiến binh, là một cầu thủ luôn luôn thi đấu hết mình trên sân cỏ. Và em cũng là một người bạn rất thân thiết, rất thân thiện với cả các cổ động viên nữa. Và ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm những thông tin mới, những lát cắt mới về Ngô Hoàng Thịnh, một chàng trai mà có lẽ là chúng ta dành một từ là nam thần thì có thể là cũng rất là xứng đáng. Và ngày hôm nay thì Ngô Hoàng Thịnh sẽ mang đến trường quay một chiếc áo của đội tuyển. Và đương nhiên là sẽ có chữ ký của Ngô Hoàng Thịnh. Và đó sẽ là phần quà dành cho người có comment hay nhất về Ngô Hoàng Thịnh trong chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Minh Hải cũng rất mong muốn là có được cái sự tương tác của tất cả mọi người, đặc biệt là từ các cổ động viên. Các bạn muốn biết gì thêm về Ngô Hoàng Thịnh, các bạn hãy comment cho chúng tôi. Và đặc biệt hơn là với các đồng đội của Ngô Hoàng Thịnh ở Sông Lam, Nghệ An, ở FLC Thanh Hóa hay ở các đội tuyển quốc gia, hãy cho chúng tôi biết nhận xét của các bạn và những kỷ niệm của các bạn với Ngô Hoàng Thịnh để cho chương trình của chúng ta thêm vui. Và sau đây, không như thường lệ, ngày hôm nay Minh Hải xin phát chương trình Vlog Minh Hải đã sản xuất cách đây 1 năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn nguyên tính thời sự. Và chúng ta thử xem con đường đến với bóng đá và những gì mà Ngô Hoàng Thịnh đã trải qua như thế nào trong chương trình Vlog Minh Hải. Giờ thì Ngô Hoàng Thịnh đã rất là nổi tiếng rồi và được cho là giàu có với chiếc siêu xe có cạnh ở bên mình. Nhưng ẩn sâu cái sự nổi tiếng, một lối chơi đầy máu lửa, đầy sức mạnh đấy lại là một con người tính cách rất là hiền hòa, thậm chí là nhút nhát. Và cả những cái câu chuyện mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn trong chương trình Vlog của tuần này. Tôi muốn bắt đầu Vlog về Ngô Hoàng Thịnh bằng câu chuyện liên quan đến gia đình. Ông nội của Thịnh là một trưởng phòng quản lý thuộc Sở Thể dục Thể thao Nghệ An và sống một cuộc sống rất là liêm khiết. Rất là khó tin khi mà vợ của một ông trưởng phòng quản lý lại là người phải đi nấu cơm cho các cầu thủ ăn, chính xác là lứa của Văn Sĩ Hùng, của Hữu Thắng. Và sau khi ông bà nghỉ hưu thì không để lại cho con cái bất cứ một thứ tài sản gì. Cuộc sống gia đình của Ngô Hoàng Thịnh lúc đầu tiên gặp rất là nhiều khó khăn. Bố thì phải đi đạp xích lô, mẹ thì bán cá ở ngoài chợ. Một cái công việc rất là nặng nhọc. Và đến bây giờ có một cái câu chuyện, một cái kỷ niệm mà mỗi khi nhắc đến thì Ngô Hoàng Thịnh vẫn chảy nước mắt. Đấy là khi em 10 tuổi và đang tập cùng với đội ở cái đường đi qua cổng thành để vào sân Vinh. Thì lúc đấy đang chạy cùng với toàn đội thì nhìn thấy phía xa xa có một cái dáng, đấy chính là dáng mẹ đang đẩy một cái xe cá. Và khi mẹ phát hiện ra là đội của con đang tiến đến gần thì bà bằng mọi cách, bằng tất cả sức lực của mình đã đẩy cái xe cá đi chuyển hướng. Và lúc đấy Ngô Hoàng Thịnh đã biết em chạy qua mà nước mắt thì cứ chảy. Nhà của Ngô Hoàng Thịnh thì ở trên một cái địa bàn được coi là điểm nóng về ma túy. Và Thịnh đã kể với tôi rằng là cả một cái lứa thanh niên chạc tuổi em đến bây giờ chỉ còn khoảng tầm 2 hoặc 3 người là không bị nghiện. Và cứ sau một đợt tập huấn thi đấu về thì Thịnh lại nghe được rằng trong đám bạn đấy lại có 1-2 người đã ra đi. Và bố của Ngô Hoàng Thịnh thì hoàn toàn không muốn người con trai duy nhất của mình bị bạn bè xấu lôi kéo. Và ông quyết định cho con vào học bóng đá. Và bố của Ngô Hoàng Thịnh thì cực kỳ khắt khe, thậm chí là rất khó tính. Ông chấp nhận sử dụng cả vũ lực. Và ông đưa ra một yêu cầu cho Ngô Hoàng Thịnh là đi tập là phải về ngay, còn nếu không về ngay thì nghỉ bóng đá. Chính bởi vì yêu bóng đá quá cho nên Ngô Hoàng Thịnh đã dứt ra khỏi những đám bạn bè xấu của mình. Tôi đi Nghệ An rất là nhiều và tôi thấy người ta nói rất là đúng rằng trai Nghệ An có hai thứ ai cũng giỏi. Một là chơi đàn guitar và hai là đá bóng. Nhà mà càng ở gần sân Vinh thì tình yêu đến càng sớm và càng mãnh liệt. Ngô Hoàng Thịnh là một người như thế. Và ngay từ khi em nhìn thấy quả bóng lần đầu tiên vào năm 2 tuổi thì trái bóng gần như đã hớp hồn em và cái khát khao cháy bỏng của em để trở thành một cầu thủ. Và sau rất là nhiều lần lựa chọn, qua rất là nhiều những cái cuộc thi sát hạch thì cuối cùng Ngô Hoàng Thịnh đã được nhận vào Sông Lam Nghệ An và được đích thân ông Văn Sĩ Chi, bố của 4 cầu thủ rất là nổi tiếng của Nghệ An, Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Sơn, Văn Sĩ Thủy và Văn Sĩ Linh trực tiếp dẫn dắt. Nói về Ngô Hoàng Thịnh thì buồn nhiều hơn vui, toàn chấn thương ở trước thềm những giải lớn. Có lẽ Thịnh là cầu thủ đen đủi nhất, cho đến tận bây giờ thì em vẫn chưa có cho mình một danh hiệu cá nhân nào, dù rất là nhiều lần nằm trong danh sách đề cử. Nhưng hụt hẫng nhất có lẽ là ở vòng chung kết U21 báo thanh niên, khi thầy Thịnh Đen bảo là con hãy chuẩn bị tinh thần để lên nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải.
và Thịnh thì cũng đã chuẩn bị quần áo rất là chỉnh tề, nhưng mà cuối cùng thì ban tổ chức lại sướng tên một người đàn em ở trong đội. Và tương tự như thế với giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm đó. Và những lúc như vậy thì Ngô Hoàng Thịnh rất là buồn, thậm chí đã khóc. Nhưng tận cùng của nỗi buồn đấy luôn luôn là một động lực rất là mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu. Ở Việt Nam thì mỗi một huấn luyện viên có một phong cách khác nhau, có một đẳng cấp khác nhau và được dư luận đánh giá cái trình độ của họ một cách khác nhau. Tuy nhiên thì họ có một cái đặc điểm chung là đánh giá rất cao về khả năng chuyên môn của Ngô Hoàng Thịnh cũng như tinh thần của em. Và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thì luôn luôn coi Ngô Hoàng Thịnh là sự lựa chọn số 1 ở cả Sông Lam Nghệ An trước đây và đội tuyển quốc gia bây giờ. Và chính Ngô Hoàng Thịnh sẽ là bệ phóng giúp cho tài năng của Tuấn Anh, của Xuân Trường thăng hoa. Và tương tự như thế với huấn luyện viên Lê Thị Hải, huấn luyện viên Phan Anh Hùng, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc và ông Mira luôn luôn chọn Ngô Hoàng Thịnh ở đội hình 1. Năm ngoái thì Ngô Hoàng Thịnh đã bị dạn xương sườn trong trận đấu với tuyển sinh viên Hàn Quốc và lỡ hẹn ở SEA Games. Em đã rất là buồn và bật khóc. Huấn luyện viên Mira đến tận nơi để an ủi. Ông Mira đã nói rằng: "Tôi và toàn đội sẽ chiến đấu hết mình để mang tấm huy chương vàng về Việt Nam. Và nếu được thì tấm huy chương vàng của tôi sẽ được treo trên cổ của cậu." Và cuối cùng thì tất cả chúng ta đều biết là đội U23 của chúng ta đã không giành được tấm huy chương vàng. Và huấn luyện viên Mira đã lấy toàn bộ số tiền hơn 30 triệu đồng tiền thưởng của cá nhân để chuyển cho Hoàng Thịnh. Và như ông nói là muốn mua một ít thuốc để cho Hoàng Thịnh dùng với một cái mục đích duy nhất là giúp cho Hoàng Thịnh chóng bình phục để trở lại phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Cầu thủ bóng đá nhận được tình yêu của người hâm mộ, đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Ngô Hoàng Thịnh lại có rất nhiều các cổ động viên đặc biệt. Ở Sông Lam Nghệ An thì có lẽ là không ai là không biết anh Nam Béo, một người bị mắc chứng bệnh Đao, nhưng mà lại dành cho Sông Lam Nghệ An một tình yêu vô cùng mãnh liệt. Có nhiều người nói rằng là các cầu thủ, các huấn luyện viên có thể không ra sân vinh, nhưng các buổi tập của Sông Lam Nghệ An thì luôn luôn có mặt Nam Béo. Trong bóng đá thì anh Nam Béo yêu nhất Sông Lam Nghệ An, còn ở Sông Lam Nghệ An thì anh lại yêu nhất là Ngô Hoàng Thịnh. Bây giờ mỗi khi đi thi đấu về, mỗi lần được về quê thì Ngô Hoàng Thịnh luôn luôn đến thăm anh Nam Béo và mang theo rất là nhiều quà. Tuy nhiên món quà mà anh Nam Béo đặc biệt yêu thích đấy là chiếc áo số 7. Cách đây không lâu thì tôi nhận được một lời đề nghị của một cháu bé hàng xóm tên là Béo. Cháu có nguyện vọng đến gặp chú Ngô Hoàng Thịnh. Và sau khi tìm hiểu thì tôi biết được rằng là Béo đã rất là may mắn khi được dắt tay chú Ngô Hoàng Thịnh ra sân trong trận đấu gặp Philippines ở AFF Cup năm 2014. Và trong suốt 2 năm qua thì cháu chưa bao giờ nguôi một cái giấc mơ là được gặp thần tượng của mình. Tôi đã hứa với Béo nhưng mà trong một khoảng thời gian rất là dài thì cháu luôn luôn bồn chồn lo lắng là không biết có gặp được chú Hoàng Thịnh hay không. Đúng cái ngày mà tôi đưa Béo đi gặp chú Thịnh thì cái xe của tôi tự nhiên nó bị hỏng. Và trong khoảng thời gian mà tôi sửa cái xe đó thì phải nói là Béo luôn luôn rất là lo lắng là không biết chú Thịnh có đợi mình hay không. Và cuối cùng thì cái ngày cháu chờ đợi trong suốt 2 năm cũng đã đến. Hai chú cháu đã gặp nhau và không có gì có thể diễn tả được niềm vui của cháu bé vào thời điểm đó. Và lúc về thì cháu đã nói với tôi rằng là hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cháu. Đến ngày sinh nhật của Béo thì khi mà khách khứa và bạn bè đã về hết rồi, tôi vẫn thấy Béo vẫn chưa ngủ. Và cuối cùng thì hóa ra là cậu đang đợi một cái cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật từ chú Ngô Hoàng Thịnh. Và sau khi hai chú cháu nói chuyện với nhau thì lúc đấy Béo mới thực sự yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi quyết định kể câu chuyện liên quan đến tình cảm mà Béo dành cho chú Ngô Hoàng Thịnh để kết lại vlog của tuần này. Bởi vì với tôi thì đây là điều cực kỳ có ý nghĩa, không chỉ cho hai chú cháu, cho giới cầu thủ mà còn cho tất cả chúng ta. Và tôi tin rằng thông qua câu chuyện này thì Ngô Hoàng Thịnh sẽ có một động lực vô cùng lớn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới và giữ một cái hình ảnh thực sự thuần khiết trong mắt người hâm mộ, đặc biệt là các fan nhí. Còn với Béo và các em nhỏ thì các con đã có một hình mẫu tuyệt vời để noi theo, để trở thành những người tốt, có chuyên môn và được yêu quý giống như chú Ngô Hoàng Thịnh. Một người được sinh ra trong một gia đình rất là khó khăn, ở một địa bàn đầy dẫy tệ nạn và phải đối mặt với sự đen đủi của số phận, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một ngôi sao sáng, cống hiến cho gia đình, cho quê hương và cho Tổ quốc. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của tuần này. Không biết các bạn xem lại cái vlog này thì các bạn thấy như thế nào, nhưng mà đúng một năm trôi qua rất là nhanh và bây giờ thì thậm chí là Ngô Hoàng Thịnh còn tiến bộ hơn rất là nhiều với rất nhiều những thành công cả trong cuộc sống lẫn ở trên sân cỏ. Tôi xin phép là đọc luôn vài cái comment. Bạn Trịnh Huyền thì có nói rằng là anh Thịnh rất thân thiện. Eric Phương: Ngô Hoàng Thịnh có phong cách thi đấu nhiệt huyết, xông xáo, máu lửa nhưng vẫn rất là đủ bình tĩnh và tỉnh táo để tránh những chấn thương. Đã từng bị chấn thương xương sườn dưới thời của ông Mira. Bạn Bị Gì Vậy thì nói rằng Thịnh là một cầu thủ đẹp trai và đá bóng rất hay, một tiền vệ phòng ngự máy quét ở khu vực giữa sân giống như Casemiro của Real Madrid. Anh Thịnh có khả năng sút phạt với những cú sút xa giống như Paul Pogba hay là Toni Kroos. Nói chung là có rất nhiều người đang dành cho Ngô Hoàng Thịnh phải nói là những cái lời đánh giá rất là cao. Long của Sông Lam thì nói rằng là coi lại vlog này vẫn thấy vô cùng ý nghĩa, gia đình là tất cả.
Tôi cũng đồng ý, và ngày hôm nay tôi rất là mong muốn là sẽ kể thêm những câu chuyện cùng với Ngô Hoàng Thịnh về cuộc đời của em nhiều hơn những cái gì chúng ta đã nhìn thấy ở trên TV. Nói đến xuất phát điểm của Ngô Hoàng Thịnh thì có lẽ là cái điều mà có lẽ là luôn luôn nằm trong những câu chuyện bên ly cà phê của anh em mình là gia đình, là bố mẹ. Phải nói là Thịnh là người rất là may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy, và với bố và mẹ, những người luôn luôn hy sinh tất cả cho em. Cái hình ảnh gọi là cái xe chở cá cùng với cái xích lô của bố bây giờ ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp của Hoàng Thịnh? Thực sự thì cái ngày mà em con bé thì cái xe cá của mẹ mỗi lần mà đạp quanh cái cổng thành lúc mà em đang chạy cùng đội tập thì thực sự thì xa xa thì thấy mẹ đạp cái xe cá thì mình cảm thấy rất là khổ cực, và những cái lúc mà gió lao còn thổi mạnh hơn nữa thì mẹ càng đạp càng thấy mệt hơn, thì mình chạy ở phía xa thì mình nhìn thấy mẹ thì mình cảm thấy cũng ứa cả nước mắt ra, thì mình tạo thêm cho mình cái động lực càng mạnh mẽ hơn để cho mình phải cố gắng nhiều hơn để cho không còn cái ngày mà nhìn thấy cái cảnh mẹ phải khổ như vậy. Và thưa quý vị và các bạn, có một trong số những thứ mà tôi thấy là luôn luôn xuất hiện trên Facebook của Ngô Hoàng Thịnh, đó là những tấm ảnh. Những tấm ảnh chụp với bố, với ông thì đã mất rồi, với mẹ, đặc biệt là với mẹ. Thịnh có lẽ là dành cho mẹ một cái tình cảm rất là sâu đậm. Và hôm vừa rồi khi mà hai anh em đi uống cà phê với nhau cũng lại nói về mẹ. Có lẽ là mẹ là người mà đứng ra chịu tất cả những vận hạn, tất cả những khó khăn cho gia đình, đặc biệt là cho hai người con. Thịnh có thể nhìn vào ống kính và nói với mẹ một câu. Đối với Thịnh thì được có một Hoàng Thịnh mạnh mẽ và dũng mãnh nhất đến bây giờ thì Thịnh nghĩ đó là người mà luôn đứng phía sau Thịnh, và cho Thịnh ngày hôm nay đó là chính là luôn trong tâm trí Thịnh, đó là người mẹ luôn đứng phía sau Thịnh và nói nếu mà đứng trước tất cả thì Thịnh cũng chỉ muốn nhắn với mẹ là mọi điều tất cả Thịnh muốn dành cho mẹ và cũng dành cho bà cũng như gia đình của Thịnh mọi điều tốt đẹp nhất. Và có thêm một câu chuyện nữa. Ngày hôm trước tôi có đi uống cà phê với chị của Ngô Hoàng Thịnh, và chị có nói một câu rằng Thịnh là ATM của chị. Có vẻ như đây là một người mà không chỉ biết lo lắng cho bố mẹ thôi, có khi cũng hỗ trợ cho chị rất là nhiều đúng không? Đối với em thì với bản thân em thì mọi điều em làm nên được thì em sẽ dành tất cả cho thứ nhất đó là ba mẹ và từ con chị gái em, và em sẽ lo tất cả những thứ mà em có thể làm được. Em nhớ nhất cái ngày mà lúc mà em đang đi tập cái lớp năng khiếu mà chưa được nhận vào Sông Lam thì trời lúc đấy là thời tiết ở Vinh là khoảng 41 độ và nắng thì rất là to, và cái ngày mà em chưa được nhận vào Sông Lam thì có cái giải của thành phố, và em nhớ cái ngày hôm đấy thì mẹ em ốm và mẹ chở em đi trên cái xe đạp, và mẹ nói là con cứ đi với mẹ thì cho dù nếu mà không được người ta nhận thì mẹ cũng ra xin cho con một bộ đồ để mặc vào. Với cái niềm đam mê của em thì lúc đấy thực sự là bắt đầu cái khát khao của em bắt đầu mới cháy bỏng đến bây giờ, và cũng không bao giờ quên được trong cái tâm trí của em. Rất tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là phía sau các cầu thủ, phía sau mỗi người đàn ông luôn luôn có một người phụ nữ có lẽ là không bao giờ phản bội và dành cho mình tất cả, cho dù phải hy sinh tất cả những gì họ có. Đấy là người mẹ, chắc chắn là như thế rồi. Và khi mà Ngô Hoàng Thịnh kể đến câu chuyện đấy thì tôi tin là tất cả trong chúng ta đều ít nhất một lần nhớ về mẹ của mình. Đấy là một câu chuyện cực kỳ xúc động. Minh Hải cũng cảm thấy là mỗi khi nói chuyện với Ngô Hoàng Thịnh mà đề cập đến vấn đề gia đình thì tự nhiên hai người đàn ông mất đi hết cả cái dũng khí của người đàn ông. Dường như chúng tôi đang suy nghĩ bằng một cái suy nghĩ rất chi là con người, rất là nhỏ bé. Một câu chuyện tôi muốn hỏi Trang Ben từ lúc nãy đến giờ. Em đã nghe câu chuyện về người đàn ông của gia đình rồi. Em cảm nhận như nào về Ngô Hoàng Thịnh? Nó có khác so với trí tưởng tượng của em không?
Đúng là hơi khác, tại vì ngày hôm nay mới là lần đầu tiên em được gặp anh Thịnh. Em chỉ được nhìn anh Thịnh qua sách, báo rồi những cái gì trên TV thôi. Và nhìn anh Thịnh thì lúc nào trông cũng rất là bóng bẩy này, đẹp trai. Thì em nghĩ anh Thịnh, nhìn anh Thịnh rất là thân thiện, cởi mở. Nhưng đúng là càng tìm hiểu với anh, nghe những câu chuyện của anh và cũng đã xem qua vlog của anh Hải, thì em mới thấy được là anh là một con người mà rất hướng về gia đình, tức là một mẫu đàn ông rất là gia đình. Cái anh làm mọi việc này, rồi tất cả trong suy nghĩ, xuất phát đều từ một chữ gia đình. Và thực sự thì em cũng rất là hâm mộ, cũng như là ngưỡng mộ những cái người đàn ông như thế. Tôi thích cái từ tìm hiểu. Trang đã tìm hiểu Ngô Hoàng Thịnh. Đấy là một thông tin quan trọng. Thực ra thì ngày hôm nay tôi rất là vui khi là người kết nối cho hai bạn đã rất biết nhau, lần đầu tiên được gặp nhau và trò chuyện với nhau ở trên sóng. Và hy vọng rằng cái sự kết hợp, cái sự tìm hiểu của họ sẽ mang lại cho chúng ta thêm rất nhiều những câu chuyện nữa. Minh Hải muốn hỏi Ngô Hoàng Thịnh thêm một điều nữa liên quan đến gia đình, đặc biệt là đến người cha của mình. Có lẽ đây cũng là một người đàn ông rất là sắt đá. Và nếu như không có người đàn ông sắt đá đấy, không có một cái chế độ chăm sóc nhiều khi rất là hà khắc đấy, thì chưa hẳn đã có Ngô Hoàng Thịnh bây giờ. Bởi vì cái khu vực nhà em là khu vực mà có rất nhiều dân nghiện. Thực sự thì bà chỉ là một người đàn ông và luôn đứng ở phía sau hỗ trợ, gọi là bày dày những cái gọi là không tình cảm bằng với mẹ. Nhưng mà thực sự đó là một cái trụ cột mà nếu em nghĩ cái ngay trước, nếu mà em không có bà thì em cũng không bước được cái con đường mà theo cái đam mê của mình. Là vì cái ở môi trường đấy thì rất là gọi là cũng là rất là khắc nghiệt và cũng dễ lôi cuốn vào những cái tệ nạn xã hội. Là vì thực ra thì các thanh niên với là các bạn cùng lứa với em thì đa số đều là gọi là cũng bị dính đến những cái tệ nạn của xã hội nhiều. Và bà là người mà bắt em mỗi khi mà đi tập hay là đi học với chị là phải về nhà, mà mình cũng không được chơi với quan hệ nhiều với là các bạn đấy, cho nên mình có thể tránh xa được cái tên. Tức là tập xong phát là về luôn. Tập xong người là phải về nhà, và về nhà đến khi muốn mà được đi tập thì là phải đúng cái giờ giấc và cũng không được gọi là quá giờ hay là này nọ. Tôi được nghe hai câu chuyện liên quan đến ma túy. Một là liên quan đến cái xuất xứ của Ngô Hoàng Thịnh, và người thứ hai chính là Vũ Minh Tuấn. Thậm chí là tôi đã viết một cái bài là xây tượng đài trên bãi Kim Tiêm, là bởi vì là cái khu vực nhà các bạn ấy ở ấy, nó là một cái tụ điểm rất là nhức nhối về ma túy, mà các bạn ấy đã tránh xa được nó và vươn lên trở thành tuyển thủ quốc gia, thậm chí là trở thành lãnh tụ tinh thần của một đội bóng địa phương. Đấy là điều rất là hiếm có. Ngày hôm nay chúng tôi rất mong muốn chương trình này sẽ trở thành một diễn đàn mở để tất cả các bạn, những ai muốn đặt câu hỏi gì, những ai muốn đề nghị Ngô Hoàng Thịnh làm gì, chúng ta có thể comment ở đây. Và xin phép là được đọc một vài những cái comment mọi người đang hỏi Ngô Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh ơi, tại sao em lại có tên là Thịnh Bơm? Đấy là của bạn Phạm Khanh. Thực sự cái tên Thịnh Bơm thì năm em lên đội 1 thì người đầu tiên gọi em bằng Thịnh Bơm đó là chú Hiếu Thắng đó. Và chú Hiếu Thắng đặt cho em tên là Thịnh Bơm. Nhưng nó có ý nghĩa gì? Em cũng không hỏi, nhưng mà mình cứ nghĩ đó là một cái như kiểu mình đá bóng theo kiểu rất là hồn nhiên, và cũng như cách nói chuyện của mình thì theo kiểu một kiểu rất là cởi mở và ngọc ngành như thằng Bơm. Không, nhưng mà nhìn mặt của Thịnh thì mình cũng thấy giống Bơm, nếu mà có thêm một cái quạt nữa là thành thằng Bơm. Để đi chơi Trung Thu. Bạn Phạm Minh Sơn nói là đẹp trai, đá bóng hay, yêu gia đình. Nhưng vì sao em lại không bao giờ viết tiếng Việt có dấu trên Facebook? Lúc đấy cũng có vấn đề về Việt cây đúng không? Em nay nói về Trang là em không quen Việt Việt cây ạ. Việt kỳ, nhất trí. Vương Quốc Trung hỏi, Thịnh khi mô thì cưới vợ? Vương Quốc Trung. Cái cưới vợ thì cái này thì chắc là nó đang nằm ở tương lai, cho nên là mình nghĩ khi nào đến thì nó sẽ đến. Lát nữa là tôi sẽ bật mí cho Vương Quốc Trung cùng quý vị một trong những thông tin rất quan trọng về thời điểm cũng như là địa điểm diễn ra lễ cưới của Ngô Hoàng Thịnh. Còn bây giờ thì có lẽ là dành cho Trang. Trang sẽ có những câu hỏi rất nhanh dành cho Ngô Hoàng Thịnh. Vâng, và ngày hôm nay thì như lúc đầu chương trình Trang đã bật mí với mọi người là trong chương trình Trang sẽ có những câu hỏi nhanh dành cho anh Thịnh. Và anh Thịnh thì mang áo số 7 nên ngày hôm nay em sẽ dành đúng 7 câu hỏi cho anh. Và anh sẵn sàng chưa ạ? Rồi, ok. Và em chắc chắn phải trả lời thật. Nhưng đúng, anh phải trả lời thật, thành thật nhất có thể đúng không ạ? Và em sẽ xin trả lời, xin hỏi đó là
Người bạn thân nhất trong bóng đá của anh là ai? Đó là anh Công Vinh. Anh Công Vinh đúng không ạ? À, thần tượng của anh là ai? Thần tượng là Ronaldo. Mối tình đầu là năm bao nhiêu tuổi? Năm lớp 9. Năm lớp 9? Năm 9 là 14. 14 đúng không ạ? À thôi, đúng rồi, 14. 14 đúng không ạ? Nụ hôn đầu đời diễn ra như thế nào? Ở trường quay. Không, nếu mà từ năm lớp 9 là em nghĩ là phải nụ hôn đầu đời cũng gần gần đấy đấy. Không có đâu. Năm lớp 10, 11. À đấy. 11. 11 là chắc chắn. Chắc chắn. Thì cái này thì em không nhớ thật nữa. Không, không thể không nhớ được. Anh nhớ mang máng không? Âu Văn Hoàng đang nói là yêu anh Thịnh quá. Vậy em sẽ bỏ qua, tiếp tục câu hỏi tiếp theo là khoản tiền lương đầu tiên thì anh dùng vào việc gì? Khoản tiền lương đầu tiên thì Thịnh dành tất cả để cho mẹ và phụ mẹ. May mắn lớn nhất trong cuộc đời mà anh cảm thấy là gì? May mắn lớn nhất của Thịnh đó là được đam mê và được sống về cái nghề mà mình đã chọn, đó là bóng đá. Và giấc mơ lớn nhất trong đời anh? Giấc mơ đó là mình bây giờ thì chỉ có một giấc mơ rất lớn nhất, đó là được sống mãi với cái đam mê mà mình lựa chọn và cố gắng cống hiến thật nhiều cho cái nghề của mình và ở cấp độ câu lạc bộ cũng như là đội tuyển Việt Nam ạ. Và có một kỷ niệm nào trong bóng đá mà anh không bao giờ quên không? Kỷ niệm không bao giờ quên đó là cùng lần đầu tiên lên đội 1 Sông Lam và vô địch năm 2011 cùng đội bóng quê hương mình. Anh Hải. Và đó cũng là một cái điều mà chúng ta đã dành cho Ngô Hoàng Thịnh. Còn tất cả các bạn, tôi biết là các bạn còn có rất nhiều những câu hỏi, đặc biệt là các tuyển thủ. Nếu các bạn có câu hỏi gì với Ngô Hoàng Thịnh, đặc biệt là những lời đề nghị nhỉ? Chúng mình phải có đúng những rồi, lời đề đúng nghị rồi, cho Ngô Hoàng Thịnh. Tôi xin phép được đọc một vài comment. Bạn Nam Trần thì đọc như sau: Chào Thịnh, tôi nghĩ anh đã bỏ lỡ rất nhiều những trận đấu lớn, nhiều giải đấu lớn trong sự nghiệp của mình bởi chấn thương đến không đúng lúc. Nhưng anh biết không, có lẽ trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, anh là tiền vệ số 1. Số 1 bởi sự mạnh mẽ, số 1 bởi sự máu lửa. Tất cả những thứ đó khiến tôi yêu anh, chàng tiền vệ sẽ thành công ạ. Hay nhỉ? Rất là hay đúng không ạ? Tôi thấy quá là tình cảm luôn ấy. Rất là tuyệt vời. Nói chung là mọi người dành cho Hoàng Thịnh những lời khen thì tôi thấy phải công nhận là nhiều hơn so với những câu hỏi. Có vẻ như là mọi người cũng đang muốn có một chiếc áo có chữ ký của Ngô Hoàng Thịnh trang, bởi vì Ngô Hoàng Thịnh sẽ là người lựa chọn comment hay nhất của chương trình để trao phần quà duy nhất, đó là chiếc áo của đội tuyển có chữ ký của Ngô Hoàng Thịnh. Tiếp tục, đây là một câu hỏi mà có lẽ là cũng hơi nhạy cảm. Đấy là liên quan đến huấn luyện viên Mai Đức Chung. Anh Hoàng Duy Anh thì vừa mới cho biết là Văn Quyết đã gửi lời tri ân đến huấn luyện viên Mai Đức Chung vì những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Nam nói riêng. Còn Thịnh thì Thịnh nói gì với thầy Mai Đức Chung, người mà sẽ không dẫn dắt đội tuyển Nam sau trận đấu với Campuchia? Thực sự thì sau cái trận đấu Campuchia thì em cũng biết là huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nhường lại cái chức ghế huấn luyện viên trưởng cho ông Park, huấn luyện viên mới người Hàn Quốc. Thì thực sự thì quá hai trận đấu, nói chung là trận đấu kế tiếp đấy và cái trận đấu em được làm việc rất là ngắn với bộ chung, thì thực sự đó là một người huấn luyện viên mà em từng theo dõi và cùng làm cho đội tuyển nữ mình cũng theo dõi rất là nhiều, và cảm thấy bố là một người rất là gần gũi với bọn em, và trên sân thì lúc nào cũng gọi là một từ bố, cho nên là cảm thấy nó rất là gần gũi như một người nhà, như kiểu người bố của mình ở trong cái cuộc sống đó. Cho nên là nếu mà không được theo bố cùng làm việc nữa thì em cũng mong bố luôn giữ gìn sức khỏe và thành công nhiều hơn nữa trên cái sự nghiệp dẫn dắt cái đội tuyển nữ cũng như bóng đá nước nhà mình càng ngày càng tốt hơn. Và khi chúng ta đã nói đến huấn luyện viên Mai Đức Chung thì chúng ta sẽ nói một chút liên quan đến ông Park. Ông Park sẽ dự khán trong trận đấu ngày mai. Với tư cách là một tuyển thủ thì Thịnh có cảm thấy là mình có động lực mạnh hơn, ngoài cái chuyện là mình sẽ thi đấu để mang lại chiến thắng cho đội tuyển, mà còn để ghi điểm trong mắt ông Park, bởi vì tới đây ông Park sẽ dẫn dắt đội tuyển của chúng ta trong vòng 2 năm. Thịnh nghĩ thì cái trận đấu ngày mai, mục tiêu của đội tuyển là đó, mang đến cho người hâm mộ cái màn trình diễn thật tốt và phải giành 3 điểm về cho đội. Chứ vấn đề huấn luyện viên Park tham dự thì đó cũng tạo thêm cái sự động lực rất là lớn cho anh em thi đấu phải quyết tâm hơn và cố gắng. Được huấn luyện viên mới người ta chú ý đến mình và đó cũng là một cái động lực rất là lớn đó. Tuyệt vời, nói chung là đấy là điều tuyệt vời. Tôi muốn đặt thêm một câu hỏi nữa, chính xác là tôi đọc
một câu hỏi của bạn Long Sông Lam. Thịnh trong tương lai gần, Sông Lam cần Thịnh, mời Thịnh về cống hiến cho đội bóng quê hương thì Thịnh nghĩ sao? Và hết hợp đồng với Thanh Hóa, Thịnh có muốn trở lại đội bóng quê hương hay không? Hay là lại chuyển vào để thi đấu với đội của anh Lê Công Vinh? Cái hợp đồng của Thịnh với là câu lạc bộ chủ quản SLC Thanh Hóa thì vẫn còn, cho nên là mục tiêu lớn nhất của Thịnh đó là thi đấu cho đội bóng chủ quản của mình. Và cho dù Thịnh đang ở đâu thì cái suy nghĩ của Thịnh đó là cái quê hương thì luôn nằm ở trong trái tim Thịnh, và cái công việc của Thịnh thì phải thi đấu và cố gắng mang đến cho cái người hâm mộ những cái gì mình có được và làm được thôi. Cho nên là cái chuyện mà về với câu lạc bộ Sông Lam hay là vào với anh Công Vinh thì Thịnh nghĩ vấn đề đó thì đang nằm ở cái tương lai, cho nên là sau khi mình kết thúc cái hợp đồng với là Thanh Hóa thì mình sẽ tính đến cái phương án đấy. Còn bây giờ thì mình chỉ phục vụ cho câu lạc bộ chủ quản và hết mình vì cái câu lạc bộ đấy. Chính xác, đấy là điều mà tôi nghĩ là tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ trả lời như vậy. Đặc biệt là trong bối cảnh mà Ngô Hoàng Thịnh bây giờ còn rất nhiều mục tiêu để chinh phục. Và chức vô địch V-League với FLC Thanh Hóa đương nhiên là sẽ là mục tiêu gần nhất của chúng ta. Bên cạnh cái mục tiêu là sẽ giành một suất vào đá ở vòng chung kết Asian Cup, đúng không Hoàng Thịnh? Yeah. Trang Man lại thêm một câu hỏi tương tự như thế. Sau khi nghe những câu chuyện của Ngô Hoàng Thịnh thì đâu là điều mà với một người phụ nữ như Trang đánh giá cao nhất ở Ngô Hoàng Thịnh? Như em nói thì là Thịnh thì xuất phát tất cả những điểm đều từ gia đình. Nhưng mà nghe qua câu chuyện của Thịnh thì cũng chính gia đình là những người mà để tạo nên Thịnh ngày hôm nay. Và để điều mà em cảm thấy ấn tượng nhất ở Thịnh thì tất nhiên là lúc nào em cũng rất hâm mộ và ngưỡng mộ những người đàn ông từ gia đình có khát khao và sống được đúng với đam mê của mình. Như Thịnh đã vừa nói, từ trong giấc mơ hay những điều mà may mắn nhất thì đều Thịnh làm là đều là mang bóng đá. Thịnh được đến với bóng đá và đang cháy cùng đam mê đấy. Thì em cảm thấy một cái điều rất ghi điểm ở Thịnh đó là thứ nhất là người đàn ông gia đình, và thứ hai là bạn ấy làm việc khát khao và sống với đam mê của mình. Thực ra câu hỏi của Trang, câu trả lời của Trang quá dài. Người ta chỉ cần trả lời một câu thôi. Là gì ạ? Anh là người hoàn hảo. Đỡ phải trả lời nhiều. Đúng rồi. Và tôi nhận được rất nhiều những comment mà không hiểu sao mọi người lại cứ bắt tôi phải yêu cầu Ngô Hoàng Thịnh hát. Nghiêm Xuân Tú nói là Thịnh ơi, anh đang ngồi cạnh ghế của Quế Ngọc Hải. Anh nhờ anh Hải Việt sắp cho anh. Tức là bây giờ phải đánh phụ đề. Dịch. Không vấn đề gì cả. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Hồng Gấm nói là anh Thịnh hát hay lắm, anh Thịnh hát đi. Và Vân Study JMG cũng nói là anh Thịnh hát đi ạ. Phạm Lương cũng đang theo dõi chương trình. Phạm Lương cũng nói rằng là Thịnh hát rất là hay. Sâm Ngô nói là anh Thịnh hát hay kinh khủng luôn. Kinh khủng. Tức là rất là nhiều người. Đúng Lê rồi. Trung Kiên, anh Thịnh hát đi. Thảo Hương, anh Thịnh hát đi. Hồng Nhím, anh Thịnh hát hay lắm. Hát bài đi anh yêu. Đỗ Thị Dung, anh ơi anh hát đi. Xong S lại nhảy vào, Thịnh hát hay lắm vlogger Minh Hải. Và sau đây là một bài hát của Ngô Hoàng Thịnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ mong muốn là Ngô Hoàng Thịnh sẽ có một bài hát đoạn, một đoạn ngắn thôi cũng được. Chúng ta sẽ hát chay ở đây. Sau đây chúng tôi xin phép được nhường sân khấu lại cho Ngô Hoàng Thịnh. Vâng, xin mời ca sĩ ạ. Sao mọi người hát hay? Đó, có anh Thịnh hát nhầm đi này, anh Thịnh hát tiếp đi này. Mọi người nhầm lại nhá. Không, mọi người không hề nhầm đâu. Chắc chắn là anh sẽ hát hay. Nên là bây giờ anh phải hát đi. Phạm Hoàng Lâm. Mọi người đang tiêu em đó. Hát một bài đi. Không, thực ra không biết là các bạn như nào, nhưng mà tôi đã nghe Thịnh hát rồi. Nếu mà mọi người bảo là Thịnh hát không hay thì không đúng. Mà Thịnh hát cũng được. Nhưng mà vấn đề là do tai của chúng ta. Thực ra là người hát hay hay không là do tai của người thẩm âm. Thẩm đúng không? Tai của người tận hưởng. Này anh này, Thịnh múa đi này. Đấy, Thịnh có múa đi. Thế hay vừa hát vừa múa. Nhưng mà trong bối cảnh mà ngày mai chúng ta sẽ có một ngày sinh nhật của một người rất là quan trọng với chương trình Cà Phê On Sport, đó là Trang Mai En. Thì hy vọng rằng là nhân dịp sinh nhật Trang Mai En, Ngô Hoàng Thịnh có thể hát một bài gì đó. Anh Thịnh tặng quà sinh nhật em sớm. Anh Thịnh sau có đây thể là hát bài, bài gì? Tối á. Tối mai anh hát tặng sau.
À tức là tối mai anh ấy sẽ gọi chúc mừng sinh nhật em như kiểu chúc mừng sinh nhật bạn Beo ấy đúng không? Ý là ghi bàn. Ý là ghi bàn. Nhưng mà em muốn anh ấy cũng muốn tặng em một bài hát nữa. Đúng đấy, phải có bài hát. Anh nghĩ là phải có bài hát thì anh Thịnh hát một đoạn ngắn thôi, tại vì em thấy đây cũng là yêu cầu của rất nhiều mọi người ở trên All Sport. Em hát đi, anh hát cùng với em. Được, em đấy. Hát. Cứ hát thôi, mình đọc lời cũng được. Cứ thuộc là được rồi. Bỏ quá, cho em. Em không biết hát thật. Không biết hát thật à? Thưa quý vị các bạn, là hôm nay chúng tôi đã dốc tâm cùng với một số anh em cầu thủ là cố gắng là để chôn Ngô Hoàng Thịnh ở trên sóng, nhưng có vẻ hơi khó các bạn ạ. Với một tiền vệ mà phải nói là có một cái lối chơi vô cùng kiên định như này thì cái việc mà để bạn ấy làm một điều gì đó mà bạn không muốn là điều rất là khó khăn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút liên quan đến cái sự nghiệp cầu thủ của Ngô Hoàng Thịnh. Một trong những cái giấc mơ lớn nhất trong cái sự nghiệp của Ngô Hoàng Thịnh từ bây giờ cho đến khi em trao giày, em muốn làm được việc gì? Ước mơ lớn nhất trong cái tương lai của em đó là được giữ cái phong độ của mình thật là tốt và cố gắng duy trì những cái gì mình đang có và luôn luôn khát khao và chạy hết mình vì cái nghề nghiệp của mình đang có. Thì cũng muốn cùng đội tuyển Việt Nam cũng như ở cấp câu lạc bộ thì cố gắng giành những cái chức vô địch cho mình và cũng như cho câu lạc bộ để nói chung là cũng tạo lại được những cái ấn tượng cũng như các đàn anh đi trước như anh Công Vinh để lại những cái gì đó cho người hâm mộ và trong lòng người hâm mộ. Thực ra tôi thấy có một điều đến bây giờ hơi khó lý giải là tại sao một cầu thủ như Ngô Hoàng Thịnh mà đến bây giờ vẫn chưa có một danh hiệu cá nhân nào. Liệu đấy có phải là một cái hơi không may mắn, cái thiếu may mắn không? Em nghĩ cái danh hiệu thì mỗi khi em ra sân thì em cũng không bao giờ nghĩ đến cái mình là một cầu thủ phải nổi bật nhất hoặc là xuất sắc nhất. Em chỉ nghĩ đến đó là chiến thắng dành cho cả đội và sau cái danh chiến thắng của cả đội đó là cũng là niềm vui riêng của mình rồi, chứ em không bao giờ nghĩ đến cái cá nhân thành tích cho mình. Một câu hỏi nữa tôi muốn thử trí nhớ của Ngô Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh thử liệt kê xem có bao nhiêu ngôi sao của bóng đá Việt Nam chưa từng dự SEA Games. Cái gì thì em nghĩ em là người thiểu may mắn nhất không chịu SEA Games. Ngô Hoàng Thịnh là một trong số đó quý vị ạ. Ngoài ra còn có Lê Phước Tứ, có Nguyễn Quang Hải và có Nguyễn Việt Thắng. Đấy là những cầu thủ mà phải nói là chúng ta phải gọi là những danh thủ của bóng đá Việt Nam nhưng chưa một lần được dự SEA Games. Và đấy có phải là một trong những nỗi buồn rất lớn của mình không, Hoàng Thịnh? Em nghĩ đó là thực sự đó là cũng là những cái lúc mà mình cảm thấy rất là buồn vì mình không được tham dự một cái giải lớn của Đông Nam Á mình tổ chức, và đó cũng là cái mục tiêu rất lớn của bao nhiêu cái thế hệ đi qua mà cũng chưa thể làm được, mà mình cũng muốn chạm đến một lần, chạm đến cái ước mơ đó. Trang Mai An, với tư cách là một cô gái, em có cho rằng là những cái thất bại, những điều tiếc nuối như thế nó làm cho những người đàn ông mạnh mẽ hơn không? Có, em nghĩ là như thế, tại vì với một người bản lĩnh như Thịnh, và Thịnh thì sống em thấy là rất là bản lĩnh, thì với những cái khó khăn và những cái hơi thiếu may mắn trong cuộc sống như thế thì nó cũng không vấn đề gì, và nó sẽ là động lực. Và em thấy là mọi người cũng như là Thịnh có rất nhiều người ủng hộ, mọi người cũng đã nhìn thấy được những cái gì Thịnh cống hiến, thì không lẽ gì mà Thịnh lại vì những cái đấy mà lại nhụt chí cả. Và Thịnh có một cái điều mà tôi nghĩ là các cầu thủ rất là hiếm người có thể đạt được, đấy là tình cảm, sự tin tưởng của đa dạng những người mà tạo ra nền bóng đá của chúng ta, bao gồm lãnh đạo liên đoàn, lãnh đạo tổng cục, thậm chí là lãnh đạo của bộ, cũng đều là những người mà rất là quý Ngô Hoàng Thịnh. Các đời huấn luyện viên, các thế hệ cầu thủ khác nhau, từ thế hệ của Lê Công Vinh cho đến bây giờ là thế hệ của Công Phượng, nói chung là tất cả mọi người đều rất quý Ngô Hoàng Thịnh. Và Ngô Hoàng Thịnh cũng là người mà chơi rất tốt, chơi rất hiệu quả cho những cầu thủ đó, đặc biệt là Tuấn Anh và Xuân Trường. Tuấn Anh và Xuân Trường nói thật là có thể ở trên báo chí em ấy rất là ngại nói, nhưng Tuấn Anh và Xuân Trường luôn luôn muốn đá cùng với Ngô Hoàng Thịnh, bởi vì chỉ có Ngô Hoàng Thịnh mới là người mà có thể giải phóng Tuấn Anh và Xuân Trường ra khỏi những áp lực về phòng ngự. Bình thường thì Tuấn Anh và Xuân Trường hay tâm sự với Ngô Hoàng Thịnh điều gì khi mà Ngô Hoàng Thịnh không thể thi đấu được? Thực sự thì cái lúc mà anh em làm việc ở trên sân thì em cũng cảm thấy rất là vui khi được làm việc với là Tuấn Anh và Xuân Trường, thì mình được làm việc với những cầu thủ rất là gọi là cũng là những tài năng thực sự của bóng đá Việt Nam, thì mình cảm thấy rất là hòa hợp và cũng rất là thích hợp khi đá cùng hai em đấy. Nhưng mà
Còn về cái bên ngoài thì anh em thường như Trương hoặc là Tuấn Anh thì những người nào đóng ở ngoài thì rất là ít khi tâm sự, cũng ngại nói chuyện với nhau nhiều. Chỉ có mỗi lúc Trương đi Hàn Quốc thì mỗi cái chấn thương hoặc là anh em hay tâm sự hỏi thăm sức khỏe nhau, thì mỗi lúc Trương nó đau ở cái đầu gối cái giống em với chị thì hai anh em đều tâm sự và chị bay cho em là cách chữa thế nào, thì cũng mong em trở lại sân thật là nhanh để anh em được sát cánh bên nhau. Có bao giờ mà Xuân Trường hay Tuấn Anh nói rằng là anh Thịnh Bờm ơi, đội tuyển này bọn em nhớ anh lắm, có bao giờ nói câu đấy không? Trường với là Tuấn Anh thì thực sự đó là bọn em thì toàn là những người đàn ông, thì cái đấy thì bọn em chỉ nghĩ đó là ở trên sân thôi, cho con ra cuộc sống thì anh em chỉ tâm sự hỏi thăm nhau hoặc là nhắn tin cho nhau thôi, chứ cũng không bao giờ anh em ngồi lại tâm sự và nói đến nhau. Không bao giờ sướt mướt như thế đúng không? Nhung à, sẽ là rất thiếu nếu nói về Ngô Hoàng Thịnh mà thiếu đi Lê Công Vinh. Có lẽ đây là một người mà có tầm ảnh hưởng đặc biệt đến Ngô Hoàng Thịnh. Thực sự thì em với anh Vinh thì hai anh em thực sự là rất là thân thiết và xem nhau như anh em trong một gia đình. Thì em xem hình tượng của anh Công Vinh đó là một người để cho mình học hỏi cái cách gọi là thi đấu thật sự là chuyên nghiệp, và cũng như cách anh ấy sinh hoạt ở ngoài cuộc sống thế nào và cách anh ấy cống hiến và tập luyện thế nào. Rất tuyệt vời. Tôi lại tiếp tục nhận được những cái comment rất là dài của bạn Vương Quốc Trung. Thịnh rất thích hát nhạc Tuấn Hưng, đề nghị chương trình nói Thịnh hát luôn. Đây cũng là một người bạn, một người em rất là thân thiết của ca sĩ Tuấn Hưng. Bạn Tuấn Anh Trương nói là xin ống kính quay chụp lại Thịnh và Trang một kiểu đi ạ. Đôi này rất đẹp đôi đấy. Tôi xin phép là chúng ta sẽ đáp ứng ngay yêu cầu của bạn Tuấn Anh. Tuấn Anh Trương. Cho đôi nhìn cho các bạn thấy không? À, bây giờ mà chỉ có nơ với ở đằng sau mà có một ít song hỉ trong biết là họ tưởng là đôi này là đang đi dự một cái lễ ăn hỏi của một người bạn rất thân nào đấy, có thể là Duy Anh chẳng hạn. Rất nhiều những câu hỏi nữa cho Ngô Hoàng Thịnh, nhưng mà mình nghĩ rằng là có một số câu hỏi Ngô Hoàng Thịnh sẽ không phù hợp để trả lời. Ví dụ như là bạn chị Nguyễn Quỳnh My thì có hỏi là nếu được lựa chọn thì anh Thịnh muốn ai là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia? Đây là điều quá khó, đúng không ạ? Ngô Hoàng Thịnh thì đương nhiên là không được quyền lựa chọn, và đương nhiên là nếu mà chúng ta hỏi câu này thì sẽ làm khó cho Ngô Hoàng Thịnh. Nhưng mà tôi sẽ hỏi Trang Ben một câu. Khi mà người ta xây nhà, khi mà người ta có xe hơi, khi người ta đã có một nền tảng tài chính đủ tốt, và khi tất cả mọi thứ đều cảm thấy hạnh phúc, và khi người ta đã 26 tuổi, thì người ta sẽ nghĩ đến điều gì, Trang Ben? Là lấy vợ ạ. Tức nghĩa là sẽ phải lấy vợ đúng không anh Thịnh? Không hiểu là Trang có muốn hỏi Thịnh một cái câu gì đấy liên quan đến... Vâng, lúc nãy thì anh Hải cũng đã hỏi là bao giờ anh Thịnh sẽ lấy vợ. Nhưng anh Thịnh trả lời là trong tương lai. Nhưng em biết là anh Thịnh cũng đã có người yêu và yêu nhau khá là lâu rồi. Thì không biết là anh Thịnh có nghĩ đến chuyện này không? Tại vì em thấy tất cả mọi chuyện của anh hiện nay, nền tảng cũng như là về tài chính, về công việc, tất cả đang rất ổn định rồi, thì tại sao anh không nghĩ đến chuyện lấy vợ trong tương lai cả? Thực sự thì cái công việc cũng như là cái đam mê của mình nó vẫn còn rất là nhiều, cho nên là cái dự định mà lấy vợ thì Hoàng Thịnh nghĩ đó là cái mọi thứ thì Hoàng Thịnh cũng đã rất là chuẩn bị rất là nhiều, và thực sự thì Thịnh chưa nghĩ đến cái lấy vợ là vì Thịnh đang lo cho ba mẹ và cũng như cái cuộc sống và cũng như cái đam mê của mình, để cho khi nào mình cảm thấy ổn định và chuẩn bị bước qua cái giai đoạn khác thì Thịnh mới nghĩ đến cái giai đoạn lấy vợ. Vâng, và lấy vợ thì chắc chắn là anh sẽ mời em và anh Hải đúng không ạ? Chắc chắn. Tôi rất là sợ. Tôi thì chắc chắn là đừng mời rồi. Còn không biết là Trang Ben có nằm trong diện khách mời hay không? Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một chú rể nào đi mời cô dâu đi dự đám cưới. Đấy là điều rất là khó. Tôi chưa bao giờ thấy ai. Mà dường như là họ tự nguyện. Đừng, anh Hải đừng. Đây chỉ là câu chuyện nói đùa cho vui thôi. Với rất nhiều những người mà dành tình cảm cho Thịnh, dành tình cảm cho Trang, mọi người cũng muốn gắn ghép. Bản thân Minh Hải thì cũng rất là tôn trọng cái sự lựa chọn của các bạn đấy. Còn nếu các bạn ấy mà thực sự yêu nhau mà làm đám cưới thì mình cũng chẳng sợ gì mà không đến. Có một câu hỏi của một bạn, tôi nghĩ là câu này Thịnh trả lời rất là hợp lý. Đấy là của bạn Vinh Vara. Thịnh còn nhớ huấn luyện viên Mura không? Và hai thầy trò có liên lạc gì với nhau trong thời gian vừa rồi hay không?
Thực sự thì khi mà những cái thời gian mà thầy Miura ở Việt Nam làm việc thì thực sự đó là một người thầy đích thực của em, và em nghĩ đó là một người đã chỉ cho em những cái nhỏ nhất trên sân, đó là phải điều tiết cái trận đấu cũng như là những cái tránh những cái va chạm cực mạnh ở trên sân thì có biết điều chỉnh cho mình. Chứ ngoài cuộc sống thì ông Miura, huấn luyện viên Miura cũng bay cho bọn em những cái sinh hoạt tỉ mỉ nhất, và đó là những cái cách ứng xử nhất ở trên ngay cuộc sống. Cho nên em nghĩ, em nhớ lại đó là cái lúc mà em chấn thương không tham dự SEA Games được thì thầy Miura có nói đó là đấy chỉ là một cái tai nạn của nghề nghiệp, và thầy muốn em đó là về trở trị lúc nào mà cảm thấy sức khỏe dùng mạnh nhất thì lúc đấy thầy muốn người đầu tiên thầy gọi lên đội tuyển đó là em, và muốn chứng kiến em được thi đấu lại. Đó là những cái lời căn dặn lúc mà em trở về câu lạc bộ thì đúng là sẽ nhớ mãi trong cái trí nhớ của em. Và nếu như mà có một cơ hội sang Nhật thì có muốn đi tìm thầy Miura không? Nếu mà có cơ hội thì em không phải là muốn qua Nhật tìm lại người thầy mà đã dìu dắt em, mà em còn muốn đó là được một, cho dù được một lần thì em cũng muốn làm một học trò của thầy thêm một lần nữa. Tức là một là thầy sẽ sang V-League, hai là mình sẽ sang Nhật đá. Dạ. Đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời quá. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta đã khai thác rất nhiều những câu chuyện liên quan đến Ngô Hoàng Thịnh, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến tình cảm. Sự dũng mãnh, những cái pha trình diễn của Ngô Hoàng Thịnh ở trên sân cỏ thì chúng ta đã được xem rồi. Nhưng ngày hôm nay có rất nhiều những lát cắt về tình cảm mà lần đầu tiên chúng ta mới được tiếp cận. Và không hiểu quý vị và các bạn thì cảm thấy thế nào, nhưng mà Minh Hải cảm thấy là càng ngày càng yêu quý cầu thủ này hơn. Một cầu thủ trẻ sinh ra trong một gia đình không phải là có điều kiện, đặc biệt là ở một cái nơi được coi là một cái tụ điểm rất là nhức nhối về ma túy và thường xuyên gặp những cái vận đen, nhưng cuối cùng vẫn thành công để đóng góp cho bóng đá Việt Nam, đóng góp cho gia đình. Và đấy là điều cực kỳ tuyệt vời mà Ngô Hoàng Thịnh đã làm lại được. Và tôi cũng rất là hy vọng rằng đây sẽ là một trong số những cái câu chuyện mà người hâm mộ được nghe, được cảm nhận, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, để họ noi theo. Với Trang Men thì cái cảm xúc lớn nhất của Trang trong chương trình ngày hôm nay, trong lần đầu tiên nói chuyện với Ngô Hoàng Thịnh, trong lần đầu tiên mà được nghe Ngô Hoàng Thịnh nói bằng chính cái miệng của mình chứ không phải là qua báo chí, thì em cảm thấy thế nào? Đầu tiên nhá, em cảm thấy anh Thịnh rất là đáng yêu. Và đấy, như em đã nói trong xuyên suốt một chương trình rồi, và cũng như anh nói là mong rằng là chương trình này sẽ đến được với những cầu thủ trẻ hoặc là kể cả những bạn nhỏ nữa, như trong vlog anh đã từng làm thì anh Thịnh là một cái hình mẫu mà rất đáng để các bạn ấy noi theo và truyền lửa. Thế là khi mà các bạn có đam mê thì với những tất cả những khó khăn gì thì các bạn vẫn sẽ làm được với một nền tảng gia đình rất là tốt. Nếu đàn ông chấm thang điểm 10 trong lần đầu tiên, Trang Ben cho Thịnh mấy điểm? Nếu mà trong thang điểm 10 thì em sẽ cho anh Thịnh trong lần đầu tiên gặp là 9 điểm. 9 điểm? 9 điểm. Tôi lại nghĩ là 9,9. À, 9. Tôi nghĩ là như thế. Hoàng Thịnh chắc chắn là còn một điểm cuối cùng. Hoàng Thịnh cố lên. Trong vòng 1 năm tới, hy vọng rằng Hoàng Thịnh sẽ tăng thêm được một điểm trong mắt của Trang Ben. Còn để trước khi kết thúc lại chương trình, để cho Ngô Hoàng Thịnh còn trở về khách sạn ăn trưa và chuẩn bị cho buổi tập chiều ngày hôm nay, thì Ngô Hoàng Thịnh muốn nói gì với bố mẹ, với gia đình, với bạn bè, với anh em và với người hâm mộ cả nước? Từ khi kết thúc chương trình On Sport thì Hoàng Thịnh chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả những người đang theo dõi Hoàng Thịnh, đó là những lời chúc sức khỏe tốt nhất và mong mọi người luôn ủng hộ và theo dõi Hoàng Thịnh trên sân cỏ và cổ vũ cho tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu thật tốt vào ngày mai. Với bố mẹ, với chị Oanh, hãy nói một câu gì thật tình cảm. Vì đây, khi em nói là cả triệu người hâm mộ đang nghe. Và thật tuyệt vời khi mà mình thể hiện tình cảm với những người thân của mình mà tất cả mọi người đều được cộng hưởng cái tình cảm đấy. Đó là nếu mà được nhắn nhủ với là ba mẹ cũng như chị gái của em thì em muốn nhắn rằng đó là cho dù em có đang ở đâu, hoặc là em đang thi đấu hay là đang gọi là làm việc, thì em sẽ luôn luôn đứng phía sau mọi người và luôn cùng mọi người cùng nhau được sướng vui cùng khổ cùng nhau. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là trong cảm xúc của chúng ta chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Mai Đức Chung
trong cái phần mà chúng ta tạm gọi là tri ân với một trong số những huấn luyện viên thành công nhất. Lúc nãy thì Ngô Hoàng Thịnh cũng đã chia sẻ một chút liên quan đến huấn luyện viên Mai Đức Chung rồi. Nhưng bây giờ thì Minh Hải muốn Ngô Hoàng Thịnh có thể nhìn thẳng vào màn hình và nói chuyện với huấn luyện viên Mai Đức Chung, vì ông Mai Đức Chung đang theo dõi chương trình này. Ngô Hoàng Thịnh có thể gửi một lời gì đó đến bố Chung, những cái đánh giá của mình về cống hiến của bố và đặc biệt là tình cảm của anh em cầu thủ. Đó là lời đầu tiên là Hoàng Thịnh muốn nhắn nhủ đến bố, đó là cảm ơn bố vì những cái đóng góp của bố dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng như là bóng đá nước nhà mình, và chúc bố luôn luôn giữ sức khỏe và đạt được những cái thành tích sắp tới thật là thành công hơn nữa. Và anh em cầu thủ thì sẽ có một lời chúc gì cho bố Chung? Đó là cả anh em luôn mong bố đó là luôn giữ gìn được cái sức khỏe, và nói chung là sức khỏe là tất cả, cho nên đúng, là chỉ chúc bố luôn giữ gìn được sức khỏe để cống hiến thật nhiều hơn nữa thôi. Một lần nữa rất là cảm ơn Ngô Hoàng Thịnh, cảm ơn Trang Mai và cảm ơn huấn luyện viên Mai Đức Chung vì cái sự mất cán của ông dành cho bóng đá Việt Nam và cả những cái đóng góp vô cùng to lớn cho bóng đá Việt Nam, cả ở các đội tuyển trẻ, đội tuyển nữ và đội tuyển quốc gia của chúng ta. Khi nào mà đội của chúng ta có khó khăn, khi đó huấn luyện viên Mai Đức Chung. Và ngày hôm nay để khép lại chương trình thì tôi xin phép thay mặt cho Ngô Hoàng Thịnh sẽ chọn ra một bạn mà có comment mà Minh Hải cho là hay nhất, đó là bạn Nam Trần. Bạn Nam Trần đã comment như thế này: chào Thịnh, tôi nghĩ anh đã bỏ lỡ nhiều trận đấu lớn, nhiều giải đấu lớn của sự nghiệp bởi chấn thương đến không đúng lúc. Nhưng anh biết không, có lẽ trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, anh là tiền vệ số 1. Số 1 bởi sức mạnh, số 1 bởi sự máu lửa. Tất cả những thứ đó khiến tôi yêu anh hơn. Chàng tiền vệ sẽ thành công ạ. Tôi nghĩ đây là một cái comment mà nó gói gọn tất cả những cái gì chúng ta nói về Ngô Hoàng Thịnh. Còn đương nhiên là không thể đủ được. Và ngày hôm nay chương trình chúng tôi cũng chỉ mang lại cho các bạn thêm một vài lát cắt nhỏ về Ngô Hoàng Thịnh thôi. Còn về sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm những chương trình về Ngô Hoàng Thịnh nữa. Hy vọng rằng chúng ta ngày càng hiểu nhiều hơn về Ngô Hoàng Thịnh để trân trọng cầu thủ này, cũng như là chúng ta sẽ phổ biến những cái giá trị của các cầu thủ cũng như là của con người Việt Nam đến với đồng bào của chúng mình, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ luôn luôn coi anh Thịnh như là một thần tượng, như là một cái ví dụ điển hình để noi theo. Và lời cảm ơn sâu sắc nhất vẫn luôn luôn dành cho quý vị, những người đã dành thời gian ăn trưa cùng với chúng tôi, và chắc chắn chúng tôi sẽ còn trở lại vào lúc 11:30 trưa ngày mai cũng trên On Sport và kênh On của VTV Cup. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.